what my heart was in for till you stepped into the room. Sang trọng, thanh lịch nhưng không kém phần cuốn hút sẽ là những mỹ từ để mà Cao Trang dùng để miêu tả với thiết kế váy mới nhất đến từ Melia Luxury các chị nhé. Ngày hôm nay thì Trang sẽ mang đến cho tất cả các chị em với một nền chất liệu vải rất quen thuộc của thời tiết mùa thu đông. Đấy chính là dòng tách mỏng cao cấp các chị nhé. Với thiết kế này thì nó không có quá là dày, thế nên là chị em mình có thể ứng dụng trong rất nhiều dịp khác nhau, từ thu sang đông rồi lại tới xuân đúng không nào. Và thiết kế này của chúng ta sẽ có điểm nhấn, đấy chính là kỹ thuật thủ công rút sợi để có thể đem đến cho thiết kế của chúng ta pha phối giữa nét đẹp hiện đại và nét đẹp truyền thống. Các chị có thể nhìn thấy rằng toàn bộ đường viền áo sẽ là những sợi tua rua được làm thủ công toàn bộ rất là cầu kỳ, và ở phần đường giữa của chúng ta thì sẽ là những hàng cúc được phối kim loại vô cùng là sang chảnh luôn. Phần tay của chúng ta thì cũng sẽ có những điểm nhấn vô cùng đắt giá các chị nhé. Kết hợp cùng với những sự pha phối màu thì Trang tin rằng là đây sẽ là một trong những thiết kế không chỉ đem đến cho các chị được độ giữ ấm trên cơ thể này, mà nó còn giúp cho chúng ta có thể đảm bảo được tính thời trang của mình. Tông màu sắc cực kỳ hot trend và sẽ làm cho các chị em trở nên tôn da hơn. Và cá nhân Trang thấy rằng đây sẽ là một cái gam màu để khiến cho các chị sang hơn rất là nhiều. Hiện tại thì Melia đang phối kèm cùng với cả một chiếc đai bọc đồng màu được tặng kèm nhá. Và với thiết kế váy lần này của chúng ta thì chị em mình có thể ứng dụng trong quá nhiều dịp khác nhau. Đi làm này, đi gặp gỡ đối tác, đi ký kết hợp đồng, hoặc chị em mình có thể mặc đi sự kiện nữa. Như vậy thì ngay bây giờ chúng ta nếu như đang cảm thấy rung động với thiết kế này sẽ có hai cách thức để mình có thể đặt hàng. Một là nếu như có thời gian thì hãy ghé trực tiếp showroom để thử này. Hai là nếu như chúng ta không có thời gian, hãy giúp Melia đặt hàng online. Chúng ta sẽ được toàn quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán, và bên em miễn phí ship toàn quốc đấy ạ.